Wow, nhà em có con gà trống, mèo con và cun con. Gà trống gáy o o o, mèo con luôn rình bắt chuột. Cun con trong canh gác nhà. Rất là giỏi, khen hai bạn nào. Các bạn ơi, chị và bạn Bắc vừa cùng nhau hát bài hát Gà trống mèo con và cun con đấy. Bài hát này nói về những con vật sống ở trong gia đình nhà chúng ta, như là con gì nhỉ? Con gà này, con gì nữa bác nhỉ? Con chó con này, con gì nữa nhỉ? Con mèo đúng không nào? Hôm nay chị và bác sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số loài động vật sống trong gia đình nhà chúng ta. Các bạn hãy cùng theo dõi xem là bạn Bắc có biết được tên các loài động vật sống trong gia đình không nhé. Nào chúng ta hãy cùng xem. Đây, chị đã có một bức tranh về một loài động vật sống trong gia đình nhà chúng ta. Các em hãy cùng xem là bạn Bắc có biết đây là con gì không nhé. Bác ơi, đây là con gì? Đây là con gà đấy các bạn ạ. Gà trống gáy o o đúng không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta lại cùng xem chị còn có một con vật nữa nhé. Đây là con gì đây? Ông ơi, đây là con gì? Chó. À đúng rồi đấy. Đây là chú cún con rất là đáng yêu. Một con chó trong gia đình chúng ta rất là nhiều nhà bạn nuôi đúng không nào? Chúng ta lại cùng xem chị còn có một con vật gì nữa nhé. Đố biết con gì? Bác ơi, đây là con gì đây? Đây là con lợn. À, đúng rồi đấy. Đây chính là con lợn các bạn ạ. Hay được gọi là con heo đúng không nào? Một chú heo con rất là mập mạp và đáng yêu. Và ngoài chú heo con này ra, thì chúng ta hãy cùng xem trong gia đình còn có nuôi con vật gì nữa nhé. Wow, các bạn ơi, đây chính là một chú. Chú gì bác nhỉ? Chú thỏ. Một chú thỏ. Này, thức ăn ưa thích nhất của chú là món gì bác có biết không? Cỏ. Chú thỏ ăn cỏ. Ngoài ra thì chú vô cùng thích một món đó là cà rốt đấy các bạn ạ. Vừa rồi chị và bạn Bắc đã cùng tìm hiểu về một số loài động vật sống trong gia đình rồi. Và bây giờ chị sẽ vẽ lại cho bạn Bắc một con vật sống ở trong gia đình để xem là bạn Bắc có biết đó là con gì không. Nào các bạn hãy cùng theo dõi chị vẽ nhé.